Xin mời các bạn nha. Ăn thử miếng da xem, trông da của nó hơi ghê một tí. Cái da của nó thì mình có cảm nhận là trông nó không đẹp và nó hơi ghê ghê ấy. Nhưng mà khi ăn lại rất là giòn ngon nhá. Cái chỗ trắng trắng này nó cũng là thịt đó, nó không phải xương đâu các bạn ạ. Rồi, nó vẫn là thịt thôi, không phải xương đâu. Cái đùi gà hun khói này thì trọng lượng của nó 800g, tức là gần 1 cân các bạn ạ. Mình mua trong siêu thị, giá của nó là 255.000. Và đây là bao bì cho bạn nào muốn mua trải nghiệm thử. Đầu tiên thì nó có cái mùi thịt hun khói rất là thơm các bạn ạ. Tiếp theo là cái thịt của nó ăn nó giòn và nó không bị khô. Đùi thì rất là nhiều thịt, cắn miếng to ngập miệng, đã miệng luôn. Nhưng mà mình quay clip thì mình ăn cả cái như này thôi. Chứ còn bình thường thì thái ra ăn chứ ai lại ăn như này. Về cái vị của nó thì mình thấy ăn ngon và cuốn. Nó có vị hơi mặn mặn, một chút vị ngọt ngọt của thịt và cái hương vị của thịt hun khói thơm ngon các bạn ạ. Nói chung là mình thấy chất lượng. Bạn nào mà thích ăn thịt đùi thì có thể tham khảo cái sản phẩm này.